Buông ra. Làm cái gì đây, định vô vô à? Ở kia nhái, sao mày lại ở đây? Tao bảo mày về rồi cơ mà. Có sao không? Đưa đây xem nào. Mày đi. Như thế này bà bảo không sao à? Anh nhìn đi, hả hê chưa? Hay là bây giờ anh ý đáng đời vì dám làm nhục anh trước mặt mọi người? Mày nói linh tinh cái gì đấy? Để cho tao nói, đúng là cái loại đàn ông đê hèn, xấu xa, ích kỷ. Mày thôi đi. Mày sợ cái quái gì? Thẳng thắn một lần đi. Lành làm gáo, vỡ làm môi. Nhất là với cái loại đàn ông ở nhà bắt nạt vợ, ra ngoài thì cúc cung tục tùng gái. Cô, mày thôi đi. Tao không thôi được. Cả phòng thì mang vợ đi. Riêng anh ta không nói với mày một tiếng. Rồi cả tối cặp kè với con ca sĩ, hé nửa con mắt cũng biết là có vấn đề. Thế mà mày để yên à? Từ trước đến giờ, công việc của anh Đạt tao không can dự. Tao cũng không hợp ra ngoài để xã giao. Ai bảo mày thế? Anh nghĩ như thế à? Bạn tôi nó không hợp chỗ nào? Không duyên dáng bằng mấy cái con thành phố chứ gì? Thế thì mua quần áo đẹp cho nó đi, rồi dạy dỗ nó. Hay với anh lấy vợ chỉ là để làm ô tin, phục tùng gia đình nhà chồng hàng tháng thôi. Này, chị gái ơi, việc riêng của gia đình nhà người ta để cho vợ chồng người ta tự giải quyết chứ. Chị lấy tư cách gì tham gia đấy? Đúng rồi đấy, người ngoài không hiểu gì, nói ra nói vào chỉ làm một chuyện rất phức tạp thôi. À, ai đây nhở? Em trai chồng và em dâu vô duyên nhất quả đất đúng không? Kìa, để yên để tao nói. Vỡ nợ, về đây ăn bám, lại còn sống không biết điều. Để cho chị dâu làm hết việc này đến việc kia. Các người sâu lại để bắt nạt một người phụ nữ, không thấy cắn rứt lương tâm à? Được gì chị cũng kể nó ra ngoài được nhỉ, chị Son nhỉ? Nếu chị không thích vợ chồng em thì chị cứ nói thẳng ra, bọn em sẽ sửa đổi dần. Tại sao chị lại đi kể lể với người ngoài như thế? Như vậy khác gì bêu dếu vợ chồng em, rồi mặt mũi đâu mà bọn em nhìn người ngoài nữa. Cô Tuyết, không phải như thế đâu. À, chú Danh, chú nghe chị nói đã. Anh, em nói thật đấy, anh phải tin em. Em yêu quý tất cả mọi người trong gia đình, em không muốn làm hại ai hết. Thôi, đủ rồi đi. Này, lại làm gì mày đấy? Này, sao chuyện gì mày cũng nói ra hết à? Tao mệt, tao chỉ muốn nói chuyện với mày vài câu thôi mà. Bây giờ mọi chuyện thành ra thế này, mày đã hài lòng chưa? Có, đâu hài lòng. Phải nói để những cái con người này trắng mắt ra để con thay đổi. Mày muốn chịu thua thiệt cả đời à? Này chị kia, chị lấm loạn cái nhà này lên chưa đủ hay sao? Bà, cút ra khỏi nhà tôi. Tao xin mày, cho mày về đi. Nhưng mày phải hứa với tao, không để ai bắt nạt thì tao mới về. Rồi, về đi. Người ta bảo chọn bạn mà chơi. Cái loại đàn bà bị chồng bỏ dứt khoát là có vấn đề, tốt nhất là nên tránh xa ra. Anh ạ, em xin phép bế Gail lên phòng. À, thôi, cô để tôi bế thằng bé lên cho. Nào tránh ra. Anh lên giường ngủ đi, để em ngủ dưới đất cho.